Tôi năm nay có tuổi đấy. Thế nhưng mà đáng như cái tuổi của tôi ấy là không đẻ được đâu. Nhưng tôi uống cái này, anh nhà tôi lúc nào cũng là 35 tuổi. Vâng. Đấy, anh nhà là tôi vẫn đẻ bình thường. Tôi đang hơn 80 tuổi lấy vợ, đẻ ngay con gái. Mấy cậu nói bảo là cái mã của ông đẻ sao được con trai, đẻ luôn phát con trai. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua. Thư Giang rất vui được gặp quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị những thông tin, những kiến thức rất là bổ ích về vấn đề chức năng sinh lý của nam giới, một vấn đề mà rất nhiều các quý ông của chúng ta cảm thấy khó nói và khó chia sẻ với mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với rất nhiều chuyên gia và sẽ chia sẻ về vấn đề yếu sinh lý, căn bệnh khó nói của phái mạnh. Hiểu đúng để có biện pháp kịp thời. Tôi thấy là cũng nhiều người đàn ông là tự ý mua các sản phẩm ở trên thị trường về để dùng. Đấy, và vô hình chung là không những là không mang lại kết quả mà còn bị phản tác dụng nữa, mà còn gây ra những tác dụng phụ nữa. Và là một chuyên gia cũng khá là lâu năm trong cái lĩnh vực này rồi, thì không biết là bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng có thể cho biết thêm là nếu như chúng ta sử dụng những sản phẩm mà nó không phù hợp với cái mục đích của mình thì nó sẽ gây ra những cái tác hại gì ạ? Thời buổi hiện nay với cái thông tin đại chúng, với ăn uống, nó đã làm ảnh hưởng rồi. Thế mà lại thêm cái chuyện gọi là dùng thuốc không rõ nguồn nhân, tôi thấy đau lòng. Nói thật với các bạn là không những nó đến liệt dương đâu, mà nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến xã hội. Thí dụ về năng suất lao động, về trí tuệ, về sinh con đẻ cái. Đấy, cho nên là cái người đàn ông mà đã bị yếu cái đó rồi thì lại càng vô trách nhiệm. Cho nên cái quan trọng nhất là phải xem là nguồn gốc, thậm chí phải xem là ai nghiên cứu cái này. Trước khi mà đến với chương trình thì Hương Giang cũng được biết là nghệ sĩ ưu tú Trần Đức cũng đã tâm sự là đúng có những cái khoảng thời gian mà ông cũng đã phải trải qua cái tình trạng như chúng ta vừa nêu. Thì nếu như không ngại thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về câu chuyện của mình tới quý vị khán giả được không ạ? Tôi cũng cảm thấy là hình như là mình có vấn đề gì đó, nó mệt mỏi, nó không được sung mãn như ngày xưa, nhất là cái chuyện nói chuyện chăn gối. Thế thì tôi có đi khám bác sĩ và tìm hẳn là bác sĩ đồng hành ấy, chứ không phải là hỏi lung tung. Đấy, thì bác sĩ sau khi khám thì bác sĩ có nói rằng là đúng là cái sức khỏe của tôi có vấn đề và cần phải gọi là chỉnh đốn lại từ cách ăn rồi cách nghỉ ngơi để làm sao cho nó cân bằng lại. Chứ cái này nó ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý, ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý, nó làm cho cái tình cảm gia đình có khi nó còn sứt mẻ, nó không được an toàn. Nếu như cứ để cái tình trạng như thế này, thậm chí nếu như không chữa trị tử tế thì có khi còn phải bỏ nghề nữa. Tôi cũng buồn lắm, lúc đầu thì cũng hơi thấy rất là mình rơi vào một cái tình cảnh rất là bi quan và cũng không biết chia sẻ với ai. Thế và sau cuối cùng thì là nghệ sĩ đã sử dụng phương pháp gì để có thể nâng cao được cái sức khỏe của mình ạ? Cũng là tình cờ thôi, là có một lần là đi quay và nghỉ đêm lại một cái trong một cái phòng là có 3-4 người cùng lứa tuổi với nhau. Đấy, thì đêm không ngủ được, mấy anh em hay tâm sự. Đấy, thì khi mình tâm sự thì anh bạn anh mới nói ôi cái chuyện ấy thì quá đơn giản, thế nên nếu không thì tôi mách ông một cái thứ thuốc để ông có thể cải thiện được cái vấn đề gọi là yếu sinh lý của ông và cải thiện luôn cả sức khỏe của ông nữa nếu như là dùng được. Thế là mình mừng quá. Thì anh ấy có cho mình cái tên thuốc, không phải là thuốc đâu, đó là cái sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên, từ những cái cây cỏ thiên nhiên, nó rất là tốt cho sức khỏe. Đấy. Thế và sau khi biết được như thế thì tôi tìm mua ngay và dùng luôn.
Cái đó là Trường Xuân Vương, cái sản phẩm đó lấy tên là Trường Xuân Vương, phải gọi là người ta gọi là vương dược đấy. Và tôi dùng cái đó rất tốt. Lúc đầu mới đầu dùng ấy thì mình cũng hơi có cái cảm giác nôn nóng, bởi vì mình dùng có một vài lọ thì ăn thua gì, đúng không ạ? Thế mình cứ dùng đều, rất là đều đặn theo đúng chỉ dẫn của cái sản phẩm đó, thì mình thấy nó rất tốt, bởi vì trong cái sản phẩm ấy nó có ba kích này, có câu kỳ tử này, nó giúp cho cái người đàn ông hồi phục lại cái khả năng gọi là sinh lý tốt hơn. Và ngày hôm nay thì nghệ sĩ ưu tú Trần Đức ngồi đây với một cái phong độ rất là, tôi cảm thấy là rất là khỏe mạnh và sung mãn, thì cũng rất là mừng cho nghệ sĩ. Và quay trở lại câu chuyện khi nãy, nghệ sĩ có chia sẻ là thời gian đầu thì mình rất là hoang mang lo sợ, thế nhưng mà lại không biết chia sẻ cùng với ai, không biết tìm đến đâu để tâm sự. Thế nhưng ngược lại thì người bạn của nghệ sĩ Trần Đức thì lại rất là mở trong cái vấn đề này và đã chia sẻ cho nghệ sĩ về cái phương pháp đấy. Thì tôi thấy là nó là do cách nhìn nhận của mỗi người chúng ta. Thì là có người thì sẽ cảm thấy là e dè về chuyện đấy, cảm thấy khó nói, nhưng mà có những người, người ta hiểu đúng cách thì người ta sẽ tiếp cận với vấn đề một cách gọi là khoa học và nhanh chóng hơn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới đây người đã sáng chế ra cái sản phẩm này, đó là bác sĩ lương y Nguyễn Hữu Trọng. Và tôi nghĩ là đây sẽ là người hiểu rõ nhất về Trường Xuân Vương để cho chúng ta những cái lời khuyên làm thế nào để chọn được những loại sản phẩm mà nó phù hợp với mục đích sử dụng và tốt cho sức khỏe, không gây tác dụng phụ. Vậy thì xin mời bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng có thể chia sẻ thêm về Trường Xuân Vương không ạ? Muốn có một cái sản phẩm tốt ấy, thì cái quan trọng số 1 là phải biết cái sản phẩm đó được nghiên cứu ở đâu, làm từ đâu, và các sản phẩm đó ấy, là có đúng cái chất lượng của các cái vị thuốc trong đó không? Cái đó hết sức quan trọng. Đối với sản phẩm Trường Xuân Vương của chúng tôi thì dựa vào những cái dược liệu cổ truyền, thí dụ như ba kích, cầu từ, đỗ trọng, dâm dương ngoắc, nhiều thứ. Đấy là những thứ thuốc kinh điển mà ông cha ta dùng hàng ngàn năm nay. Đấy, nhưng mà cái cổ truyền ấy thì phải được sản xuất từ đâu? Công nghệ thế nào? Thì chỉ có Trường Xuân Vương mới có thể đáp ứng được. Cái sản phẩm này ấy, phải nói thẳng là thế này này, chúng tôi khai thác ở một cái vùng có cái nhiệt độ chênh lệch nhau giữa ngày và đêm. Cái thứ hai là hoàn toàn là tự nhiên. Hoàn toàn tự nhiên. Trong tất cả những cái thí dụ ba kích, cầu từ, đỗ trọng này hay là sâm cao vân vân đều là tự nhiên hết. Không có một cây nào mà lại trồng ở đồng bằng mà lại đưa vào cái này được. Thế cho nên cái này nó là ưu việt số 1. Chứ tôi cũng không dám nói đến các sản phẩm khác. Nhưng mà riêng sản phẩm Trường Xuân Vương thì chúng tôi khẳng định với quý khán giả là hoàn toàn bằng dược liệu tự nhiên, hoàn toàn bằng dược liệu thiên nhiên là chính, đồng thời lại được sản xuất ở một cái nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cái Trường Xuân Vương này là anh càng uống nó càng đầm và sức khỏe chung nó đi lên. Vì nó có tác dụng là tâm can tỳ phế thận thì nó tăng cường được cái sức khỏe chung. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ uống có để nó đi vào đường thận ấy thì mới chỉ là một vấn đề thôi. Mà tôi nói thật, tôi năm nay có tuổi đấy. Thế nhưng mà đáng như cái tuổi của tôi ấy là không đẻ được đâu. Nhưng tôi uống cái này, anh nhà tôi lúc nào cũng là 35 tuổi. Vâng. Đấy, anh nhà là tôi vẫn đẻ bình thường. Đấy, anh Đoàn biết, tôi đang hơn 80 tuổi lấy vợ đẻ ngay con gái. Mấy cậu nói bảo là cái mã của ông đẻ sao được con gái, đẻ luôn phát con gái. Chứng minh luôn đúng không? Chứng minh luôn, đây là Trường Xuân Vương. Chúng ta phải dùng đúng liều. Cái thứ hai là phải dùng thế nào? Sau cái liều đó chúng ta thấy tác dụng rồi thì chúng ta dùng nhắc lại thì nó sẽ kéo dài tuổi thọ. Là xin nói với quý khán giả là nó phải khỏe, tâm, can, tỳ, phế, thận nó phải khỏe. Thì đương nhiên nó kéo cái thận lên. Chứ bây giờ chỉ có là chữa cái thận thì không kết quả. Vâng ạ, không chỉ là người sáng chế ra sản phẩm, cũng là người trải nghiệm sản phẩm và minh chứng là đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy là tôi ở tuổi 80 vẫn đẻ sinh con đẻ cái như bình thường đúng không ạ? Thì tôi nghĩ đây là một nhân chứng sống rất là
là không thể nào mà chối cãi được rồi. Qua cái cuộc trò chuyện rất là thú vị ngày hôm nay với chuyên gia, với bác sĩ tâm lý cũng như là nghệ sĩ, thì chắc hẳn là quý vị khán giả cũng đã có thêm những kiến thức rất là bổ ích về vấn đề suy giảm chức năng sinh lý của nam giới. Và cũng như là chuyên gia tâm lý nói rằng cơ thể của chúng ta là một cỗ máy và nó cần được bảo trì trong cái quá trình hoạt động. Vì thế cho nên là đừng quá ngần ngại khi mà chúng ta gặp những cái vấn đề về sức khỏe, không chỉ là suy giảm chức năng sinh lý đâu, mà tất cả các vấn đề khác thì chúng ta cũng nên tìm đến các bác sĩ, tìm đến chuyên gia để chúng ta có những lời khuyên đúng đắn nhất để áp dụng vào mình và nâng cao được cái đời sống sinh hoạt cũng như là chất lượng cuộc sống và xã hội. Rất tiếc là thời lượng của chương trình bây giờ thì cũng đã hết rồi ạ. Và chúng tôi hy vọng là sẽ cung cấp cho quý vị những kiến thức bổ ích về những vấn đề khác về sức khỏe của chúng ta trong các số tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.